Ngày 3 tháng 8, ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, 7 cá thể hổ Đông Dương cứu hộ từ Nghệ An đã lớn nên đơn vị chuyển qua khu nuôi mới để có không gian sống tốt hơn. Ban Quản lý Phong Nha - Kẻ Bàng đã phối hợp với các chuyên gia thuộc Trung tâm Bảo tồn Động vật Hoang dã nước Việt, Tổ chức Động vật Châu Á xây dựng quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt và thành lập các nhóm chuyên môn trong suốt quá trình thực hiện. Mỗi cá thể hổ được chuyên gia gây mê bằng ống thổi kim tiêm chuyên dụng. Sau khi gây mê, nhóm vận chuyển hổ từ chuồng nuôi cũ lên phòng thú y, kiểm tra sức khỏe và tiêm phòng vaccine. Tại đây, 7 cá thể hổ được các chuyên gia chụp X quang, siêu âm, lấy mẫu máu, nước tiểu và các mẫu khác. Khi hoàn thành các bước, 7 cá thể hổ được vận chuyển đến khu chuồng nuôi mới. Chuyên gia tiếp tục theo dõi sát quá trình phục hồi sau gây mê.